Thân mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì như tiêu đề ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem là cái cây vạn thọ được trồng ở trong chậu nha các bạn, để chuẩn bị đón Tết nha các bạn ha. Thì đây các bạn xem nè, thì cái cây vạn thọ này thì được trồng trong một cái chậu lớn luôn nha các bạn. Thì cái này cái giá thể nó gồm là đất nè các bạn, cho chấu nha các bạn ha, cho chấu mình đã được đốt rồi đó, xong rồi được ngâm ở dưới nước, xong rồi bỏ vào, xong rồi ở trên là một cái lớp trấu nha các bạn. Bên đây cửa chuẩn có một chậu nữa nè các bạn. Thì ở đây thì mình đang quay một cái mô hình nha các bạn, mô hình trồng vạn thọ luôn á. Nhưng mà ở đây trước này có hai cái chậu các bạn, thì mình sẵn thì mình quay mình chia sẻ cho các bạn luôn, để cho các bạn nào mà muốn trồng vạn thọ Tết á thì các bạn cũng có thể là xem được ha. Thì trồng vạn thọ các bạn thì nó sẽ có rất là nhiều thời điểm. Ví dụ như là mình trồng cái thời điểm mà để mà chuẩn bị cho rằm tháng 10 nè các bạn, cũng như là chuẩn bị đón Tết này nữa. Còn ở đây cái giá thể nè các bạn, cho trấu nè các bạn ha, với phân chuồng các bạn trộn lại. Thì nếu như mà là các bạn trồng cái vạn thọ lùng á thì nó sẽ là ngày 5 tháng 11 âm lịch nha các bạn ha. Còn vạn thọ cao là từ ngày 20 tới ngày 25 tháng 10 là trễ nhất nha mọi người ha. Thì trong những cái video trước thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn á, và khi mà các bạn trồng đâu khoảng tháng hay gì đó, tháng hơn khoảng 35 ngày hay gì đó, thì các bạn đã bắt đầu là ngắt đọt cho nó, thì nó sẽ bung ra nhánh nha mọi người ha. Đi lại cái chậu này quay cho các bạn xem. Ở đây nè, đây là vườn vạn thọ mà để chuẩn bị cho rằm tháng 10 các bạn. Thì trong những video trước thì mình cũng có mượn cái vườn đó để mình chia sẻ cho các bạn cái thời điểm mà trồng vạn thọ Tết các bạn, cũng như là cách ngắt đọt nó như thế nào á, thì cũng có quay chia sẻ cho các bạn á. Thì bạn nào có đăng ký kênh thì các bạn cũng sẽ biết ha. Còn bạn nào mà mới đó đăng ký kênh á thì các bạn có thể là vào cái phần danh sách phát các bạn xem lại ha. Đây các bạn trồng rất là rực rỡ luôn nha mọi người ha. Ở đây là có hai loại ha, loại bông vạn thọ cam với bông vạn thọ là vàng nha các bạn. Đây nè, còn cái ở đây là trồng ở trong chậu nha mọi người đó các bạn, cái thước đàng hoàng luôn. Cái này là cũng có ngắt đọt rồi các bạn, bấm đọt rồi đó, trồng khoảng đâu tháng gì đó là mình bấm đọt được rồi, để cho nó bung những cái đọt khác ra nha các bạn. Từ ngày mà các bạn ngắt đọt rồi đó, thì đâu khoảng 45 ngày nữa thì nó sẽ bung ra những cái chồi á, nhưng mà mình nên cắt tỉa và để lại một cái chồi chính á, thì sau này thì nó sẽ có cái bông nó đẹp nha mọi người nè. Và các bạn thấy không, bông rất là đẹp. Cái này là để trồng cho rằm tháng 10 nha các bạn ha. Còn Tết á thì bây giờ bắt đầu là thường là mùng 10 tháng 10 là mình sẽ gieo nha các bạn. Đó. Mình chỉ gieo thôi, còn khoảng trồng là khoảng đâu trễ nhất là ngày 5 tháng 11 âm lịch nha mọi người ha, là trồng. Và khi nào các bạn mà mua ở ngoài chợ về trồng á, trồng Tết á, thì các bạn thấy trồng vào cái thời điểm đó thì tầm đâu khoảng 65 tới 70 ngày là nó sẽ rổ á, thì các bạn canh theo các bạn trồng là vừa nha. Các bạn xem nè, đó rất là đẹp nha mọi người ha. Thì bạn nào đang xem hãy like cho mình một like nha các bạn, để mình có động lực mình ra những cái video tương tự cho các bạn cùng xem ha. Thì dạo gần đây thì mình thấy các bạn là hay comment hỏi về là cúc mâm xôi nè các bạn, cũng như là gốc để đó nè, rồi bông vạn thọ nè, nói chung là chủ đề về hoa Tết rất nhiều, nên mình sẽ cố gắng mình đi quay cho các bạn xem. Ở đây là một cái mô hình á, là ở Gò Công mình nha các bạn, thì mình quay cho các bạn xem đó, nhìn rất là đẹp mọi người ha. Ở đây là có trồng thêm là cái các loại hoa khác nữa nha các bạn. Nhưng ở đây thì quay cho các bạn xem là vạn thọ nè, cách trồng trong chậu nè. Thì trong chậu thì các bạn chỉ việc chọn là cái giá thể nó cho chấu nè, rồi phân chuồng nè, với đất xốp các bạn trộn lại với nhau rồi các bạn trồng thôi, bằng tưới nước đều là được. Đây trồng trong chậu đó, để quay cho các bạn xem. Để quay lại cái vườn hoa nè, khu vườn này ở Gò Công mình nha các bạn. Cái đám này thì chuẩn bị bán rằm, thì nói chung là trồng vạn thọ thì mình canh những cái dịp lễ nè, cũng như là dịp Tết này nọ, thì nó sẽ có giá hơn nha mọi người ha. Nó sẽ tầm đâu là 10.000 một bộ nha các bạn, 10.000 tới 15.000 bộ luôn á. Rồi thôi, video quay tới đây thôi nha các bạn ha. Bạn nào đang xem hãy cho mình một like nha các bạn ha, cũng như một lượt đăng ký ha, để mình có động lực mình ra những video cho các bạn cùng xem nha. Rồi mình xin được mến chào
và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp của mình nha.